Tôi được sinh ra và lớn lên tại vùng quê rất thanh bình, nơi đây huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Nơi đây được bao phủ bởi những cây xanh và sông và suối, là những lời ru của những người cha và những người mẹ đã để lại những dấu ấn trong lòng của chúng tôi. Nơi đây đã giúp cho tôi trở nên trưởng thành và kiên cường, và tôi chính là sống và làm việc tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Sở thích của mình là được đi du lịch và ca hát cùng với mọi người. Ước mơ của mình là được trở thành một người mẫu chuyên nghiệp. Hiện tại mình đang cố gắng học tập và rèn luyện thêm kỹ năng cho những phần thi sắp tới của mình. Hiện tại mình là thí sinh của Vietnew 2020. Nếu như mọi người yêu thương và quý mến Thắng thì cho Thắng một like và một chia sẻ video này để giúp Thắng có thêm nhiều cơ hội bước tiếp cho những vòng thi sắp tới. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.